đầu tiên mà Song Thủy được trải nghiệm như vậy luôn á. Nhưng mà đứng đây mình quay chính diện thôi chứ mình video trong vô đây nè, quay dạ. Quay quay các cô hay nha. Cái mặt gì đó còn sợ cái mình quay xung quanh. Anh đi làm những cái bộ trang phục truyền thống hả? Em đúng không rồi. Có thấy từ đó giờ em chưa thấy, em chỉ thấy cái bộ trang phục em đang mặc thôi. Bắt buộc là hành lễ làm bên phụ nữ á là họ sẽ mặc theo cái truyền thống như vậy, là theo kinh Quran đó là kêu là bắt buộc phải mặc như vậy. Là phải là nữ là phải chùm đầu không đúng không rồi. Đưa tóc và không thấy từ tài, không thấy chân luôn, cái bộ đồ là phải dài tới chân luôn thì thấy khuôn mặt thôi. Dạ. Còn bây giờ còn mà trong ngày đó là mình không có nuốt được miếng luôn, được miếng mình cũng nhổ ra nếu luôn. Nếu mà dành cái thời gian đó thì từ sáng tới chiều thì mình không ăn gì hết rồi sao mình cái bụng của mình cái đó quen cái đó là phải buộc rồi. Nhưng mà mình cái, có uống sữa được không hoặc là uống không không có uống gì cho đặc hả? Biệt là nước miếng mình cũng nhổ ra nữa. Cho con hỏi là tại sao mà ngoài khi mà mình làm lễ xong trong một ngày mà mình nhịn chay á, mình phải ăn cháo mà mình không ăn món khác, mình phải ăn cháo như đó. Như nghĩa là cháo quá biết sao không? Là mình xả chay mình ăn đồ khác cũng được thôi. Dạ. Bình kinh. Nhưng mà có một cái là cháo á nó làm cho mình là ví dụ mình ăn vô nó không có tự của mình nó dễ tiêu hơn. Dễ tiêu hơn, dễ hấp thụ. Nó dễ hơn. Sau khi chú Karim đọc cầu nguyện thì các con xã nhuận. Song Thủy xin kính chào ông bà cô chú và các anh chị đang xem kênh Song Thủy Vlog nha. Cả nhà ơi, hiện tại thì Song Thủy đang có mặt tại thánh đường Đa Phước. Khi mà vào trong này thì Song Thủy cũng là quá hăng thành một cô gái chăm. Hôm nay thì ngày cũng là ngày cuối của xã chay Ramadan. Ngày cuối của tháng nhịn chay. Ngày cuối của tháng nhịn chay thì hôm nay thì Song Thủy cũng đến đây để mà chia sẻ là cái nghi thức rồi cái cầu nguyện rồi như thế nào đó, thì mời cả nhà cùng với Song Thủy có thể là vào trong để mà mình có thể là tham quan, trải nghiệm và khám phá nha. Thì khi mà vào đây thì Song Thủy cũng có liên hệ trước và xin phép ở phía trong rồi. Và hôm nay thì Song Thủy cũng nhờ một người quen của Song Thủy là hỗ trợ cho mình biết được nhiều hơn về cái tập tục của ở đồng bào Chăm. Đó, bây giờ mình sẽ đi qua nha. Ôi, con chào chú ạ. Dạ. Dạ, cho con gắn cái mic nha. Dạ, cho con gắn cái mic cho cái âm thanh mình nó rõ rệt hơn. Ở đây tôi đại diện cho người dân tộc Chăm mình làng Đa Phước nè. Dạ. Bữa nay muốn cho trong kinh Xuân Hỷ vô đầu bếp này kia để coi dân tộc chúng ta nấu cháo rồi để hành lễ xả chay á. Trước hết thì cho Xuân Hỷ xin phép là con gọi chú bằng cái gì, tên gì ạ? Gọi chú Karim, chú Karim. 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 Cả nhà hôm nay thì Song Thủy cũng nhờ chú Karim để mà hỗ trợ cho Song Thủy biết được cái tập tục lễ nghi khi mà cái ngày cuối của ngày xả chay thì sẽ như thế nào. Mời cả nhà đi cùng với Song mời Thủy nha. Mời cả nhà đi. Nếu mà giờ này mình cầu nguyện xong thì ở dưới khu vực bếp thì sẽ sắp xếp chén thôi, trước mắt là chén, trước mắt là tô, cái tô để mình đựng cháo để xả chay á. Bây giờ thì đặc biệt là mình có cái nồi cháo trước chút, đi ha. Rồi, từ nha. Ở đây thì có cái một cái bậc để mình rồi, rồi. Cái này là chạy xe gắn máy hả chú? Đúng rồi, xe gắn máy. Trước mắt bây giờ bên Xuân Hỷ đi vô đầu bếp trước đi ha, rồi sau mình vô trong này coi cái tô mà để đựng cháo này kia để xả chay á. Dạ. Theo con được biết thì cái tháng xả chay là mọi người sẽ không ăn từ lúc mà mặt trời mọc đến khi mà mặt trời lặn hả chú? Đúng rồi, cái đó cái ta gọi là ăn chay nhịn ép sát. Bên đạo là đúng, mình làm hành lễ là lúc sáng 4 giờ 45 phút dạ. Hay là bật 4 giờ 20 phút, xong rồi bây giờ tới giờ đó là mình không có nuốt nước miếng được luôn. Bất cứ cả nước miếng của mình cũng không có nuốt được luôn. Wow. Rồi. Con chào các chú nha.
Dạ. Trời ơi, chú đang nấu một cái nồi cháo siêu to khổng lồ luôn nè. Rồi, ở đây nồi cháo này cộng đồng luôn à, chứ. Dạ. Dạ. Nồi cháo này bây giờ đặt ví dụ tới giờ á, múc ra là chắc cũng không có dưới, chắc cũng cỡ 400 tô. 400 tô? 400 tô. 400 tô là cho khoảng 400 người. Ờ, à, đúng rồi, đúng rồi. Mà nóng từ cái sức nóng mà của cái lò này nó lan tỏa, mình đứng ở gần đây mà xa như vậy mà nó vẫn hực cái hơi nóng. Thì cái đó phải mình cái sự ấm đó mình cũng phải gắng chịu thôi. Dạ. Tại cái này cái nhiệm vụ, cái này nó phân ra từ tổ. Dạ. Từ tổ, một tổ gì đó là nấu được bao nhiêu ngày bác sĩ? Một tổ gì đó phân ra là 6 ngày cho đến được 30 ngày mới xả chai xong rồi là hết. Vậy là trong cái tháng này là mỗi ngày mình đều có nấu một nồi siêu to như vậy hay sao chú? Thì cái đó là ngày nào cũng phải có, bởi vì dạ, chú mới nói hồi nãy đó là nó phân ra từ tổ 30 ngày một cái tháng Ramadan á. Dạ. Là phân ra mỗi một tổ á là 6 ngày. 6 ngày là chịu đựng là nấu như vậy nè. À, dạ. Rồi cái tổ người khác nữa 6 ngày nữa. Dạ. À, chừng nào mà tới ngày xả chai hết hết tháng Ramadan á, hết nhịn chai á, tới tháng xả chai tới hết 30 ngày xong rồi đó là mới hết là hết nấu thôi. Nhà ai nấy dùng. Nhà ai nấy dùng. À, đúng rồi. Nếu mà nấu như vậy thì tầm bao mấy giờ mình mới dùng Nhưng 5 giờ, 5 dạ. giờ, 5 giờ. Mình xích qua đây. Đúng rồi, bây giờ xả chai á là 6 giờ 6 giờ 14 phút. 6 giờ 15 phút. 6 giờ 15 đi. 6 giờ 15 là mình sẽ dùng. Là mọi người đến đây là cầu nguyện xong rồi mình mới dùng cháo. Thì lúc đó đó xong rồi mình dùng á, mình được quyền ăn cái gì cũng được hết. Dạ. À, không có phải mình kiêng đồ mà thịt này kia đồ hết. Bất cứ là thịt gà, thịt vịt, miễn là trong đảo mà thắt xanh là ăn được hết. Dạ. Còn bây giờ còn mà trong ngày đó là mình không có nuốt được miếng luôn, nước miếng mình cũng nhổ ra nếu luôn. Nếu mà dành cái thời gian đó thì từ sáng tới chiều thì mình không ăn gì hết rồi sao mình cái bụng của mình cái đó nó quen. Cái đó là phải buộc rồi. Nhưng mà mình cái, có uống sữa được không hoặc là uống nước không có uống gì cho đặc biệt hả? Là nước miếng mình cũng nhổ ra nữa. Như đặt cái vụ như đại khái là tôi nói cho bên kinh vậy đi. Đại khái là tôi nói là tôi đang nhịn. Dạ. Mà tôi muốn đi xả chai, tôi đi về đi qua bên chợ tôi xả chai không được nữa. Thì cái đó cái lương tâm của tôi bữa đó tôi biết là bữa đó tôi không nhịn được, cũng như vô dụng thôi. Dạ. Như không rồi. Vậy thử ra mình là phải gắng cố gắng là quyết tâm là phải nhịn thôi chứ mình không có bỏ được. Dạ. Ngoài trừ ra mình bệnh này kia rồi đó, tại bên đạo của mình á, đạo Hồi giáo á, tới ngày tới tuổi là phải 15 tuổi sắp lên là bây giờ phải nhịn rồi. Còn cái con vậy nè, con nó không nhịn thì bây giờ mình buộc phải nó nhịn. Con nó không đi hành lễ, mình cũng buộc phải nó đi hành lễ. Nếu nó không cãi lời mình, nó không nghe lời mình đuổi nó ra khỏi nhà. Dạ. Ví dụ như là những bé mà từ dưới nhỏ tuổi đi, bé còn đi học đi nhỏ đi, hoặc là bà bầu nè, hoặc là người lớn tuổi nè, mình có làm theo cái như xả chai như vậy không? Làm thôi nhưng mà nó được có cái gì bà bầu á cũng vậy thôi. Dạ. Ngoài trừ bà bầu thì bây giờ bà bệnh này kia thôi. À. Còn đứa bé thì bây giờ nó chưa tới tuổi thì nó cũng không có sao đâu. Dạ. À, nó còn nhỏ quá. Ưu tiên cho bé. Ngoài lệ ưu tiên. À, cho con hỏi là con cũng ở ngoài Châu Đốc, bên Châu Đốc qua đây. Dạ. Thì con nghe nói là cái ngày nhịn chay đó thì mình cũng là một cái ngày dành riêng cho một tháng để mà mình rèn luyện lại cái bản thân của mình. Đúng rồi. Như là chồng là phải yêu thương vợ nè, hoặc là con thì phải có hiếu với cha mẹ, ông bà. Đúng cái đó giống như là mình phải làm trong cái tháng đó đúng à, không? Đúng rồi. Không có phải riêng mà tháng đó, tháng nào cũng vậy. Dạ. Người bên đạo á. Dạ. Là lúc nào người ta cũng yêu mến nhau, đồng bọc nhau hết. Dạ. À, ai cũng vậy chứ không đó, phải riêng mà hơn. Tháng đó à. Tháng đó là không có phải riêng tháng đó mà Ramadan. Tháng này sẽ nhiều hơn. À, tháng này thì bây giờ nghĩa là nó cắt ly rồi thì nó nhiều hơn. Nhưng mà bị cắt ly luôn ha. Trong tháng này là vợ chồng chứ không ở gần nhau hả? Gần nhau gần gũi nhau nhiều càng tốt. Vậy hả? Vậy là bằng đêm đó, bằng ngày không có. Vậy hả? Vậy là nam ở một nơi, nữ ở một nơi là không trong. Không có, mình nói cho vui vậy thôi. Dạ. Cũng bình thường vậy thôi, không có gì vậy. Bình thường. Vợ chồng với nhau đó có gì đó. À, cháo trong nồi cháo này là gồm những gì chú biết không chú? Có biết. Dạ. À, trong nồi cháo này bây giờ
bên đạo á, lúc nào như một là cháu lâu lâu cái nấu súp, còn điểm chánh á là gà đó, gà phi nè. Cái này là gì vậy chú? Cái này mình phi á, thịt gà mình phi xong rồi cháo gừng nhừ rồi đó. Cái đây mình đem được sẵn hết trơn rồi, nêm này kia, hành tỏi này kia đâu có đó đàng hoàng rồi. Có hoa hồi nữa nè. À, có đầy đủ chưa? Đó là gà mình là nêm nếm sẵn rồi. Khi nào cháo xong mình sẽ nêm vô. Xong cho đưa vô luôn. Cháo này vậy là cháo trắng mình đang nấu là cháo trắng hả? Đang nấu cho nó nhừ là cháo trắng. Khi nào lên đi lên. Còn bên này là cái gì vậy chú? Khi mà đặt quá thì mình sẽ thêm nước vào. Cái xô này á cháu, chừng nữa cháu chín xong rồi đó, cái bốc qua bên xô này. Dạ. Rồi mới đem vô trong đó rồi cái mình múc ra tô lại. Dạ. Ôi thơm quá. Rồi xin mời bên kinh Quang Xuân Hỷ quá. Con chào các chú nha. Dạ. Con đi qua di chuyển qua một cái điểm khác để con cùng với khán giả trên kênh của Xuân Hỷ là có thể là trải nghiệm được cái tập tục ở quê hương của Xuân Hỷ. Dạ. Trước thì Song Hỷ cũng có từng chia sẻ về đồng bào Chăm rồi, nhưng mà chỉ ngắn gọn thôi xíu thôi vì không có được biết ai, nhưng đợt này cũng hơi là nhờ được các chú nè rồi các anh nè hỗ trợ cho Song Hỷ mới được phép vào trong này. Rồi vậy là vô trong đây con quá may mắn luôn chú. Dạ. Thường thì nữ có được vào trong dưới này không chú? Không sao đâu, không có gì hết. Dạ. Không liên can gì hết. Cứ vào thoải mái đi. Đây đang sắp tô. Sắp tô. Đây là nơi tụ họp đây. Đây cũng như giờ này thôi. Chút xíu nữa đó, cháo chín xong rồi đó, cái múc xong rồi cái gần tới giờ xả chai đó cháu. Dạ. Cái tụ họp đã đông vui lắm. Tới giờ này không có người, chút xíu nữa là đầy hết luôn nè. Wow. Đây nè. Dạ. 6 giờ 15 là sẽ tập trung đây. 6 giờ. Trước 6 giờ 15. 5 giờ. 5 trước 6 giờ 15 khoảng cỡ thì 6 giờ kém đó là đây lúc nào cũng đầy hết trơn á. Xong. Rồi đúng rồi, cầu nguyện xong rồi. Vậy khi nào đúng mình rồi mới múc cháo lên đầy đủ vậy chú? Mình chỉ là chờ cháo chín. Dạ. Đang chờ đợi cháo chín. À. Xong rồi cái múc ra trong xô hồi nãy chú nói đó. Dạ. Múc ra trong xô xong rồi cái phân ra trong tô này lại. 5 giờ 15 mới múc cháo. 5 giờ 15. Múc cháo rồi để đây sẵn rồi. Vâng. Tới 6 giờ mới cơ chú ở đây cầu nguyện xong rồi mới 6 giờ 15 mới cái ăn. Vâng. Ui. Qua một ngày. Nguyên một ngày. Từ 4 giờ 45 phút rồi bây giờ đó là bắt đầu nhịn rồi đó. Dạ. Không có được phép ăn cái gì chứ. Không phép ăn. Nước miếng mình nuốt cũng không được. Tại ngày xưa nghe nói cho uống sữa mà mình hỏi kỹ là không được. Không có. Không. Cái đó không có. Nếu mà so ngày với nào con thì chắc con nhịn không được rồi đó. Không quen. Con nhịn không được rồi đó. Như đại khái chú đang nói hồi nãy đó, nói. Dạ. Đặt ví dụ chú nhịn đi, chú nói chú nhịn. Mà chú đi chợ chú ăn đồ đó ai biết đâu. Nhưng mà dạ, bữa đó rồi. Chắc lương tâm của chú biết thôi. Lương tâm của chú là biết là bữa đó là chú không nhịn rồi. Giống như là mình mất một ngày anh Caramel có thể thấy là một dãy như vậy là khoảng 40 mấy tô nè. Là khoảng 40 mấy người á. Có những điểm thì sẽ để, con không biết là có những chỗ người ta sẽ để 4 cái, có những chỗ người ta sẽ để nguyên một nhóm này thì khoảng 8 người hoặc là 10 người. Không, cái này đặc biệt là chai không ha? Dạ. Đặc biệt là chai không à? Ví dụ như ở đây đi là 4 người nè, là 4 cái tô nè, 4 cái tô. Còn có những điểm thì từ ở đây mà dài ra đó thì khoảng 10 cũng, tô. Cũng tùy theo trường hợp, có ngày á, thì bây giờ có nước C2 hoặc Coca này kia, Bé Úc này kia, cũng có nhà tài trợ này kia cũng cấp á. Dạ. Cũng có nhiều lắm đó, mấy cái thùng nước đó tới giờ mới khui. Thấy là có để khi nào ta sắp cháo, múc cháo xong rồi cái bốn tô cháo thì bỏ bốn chai nước. Đó. Đó đó nước ở thùng đó, mấy cái thùng nước đó đó nhà. Dạ. Tài trợ. Bữa nào cũng có chứ á. Wow. Múc cháo xong rồi mới sắp được. Có những chỗ để rau sẵn luôn nè, có những tô thì chưa có rau. Những chỗ để rau sẵn là có người. Có, cái này là chỗ không, cái này là chỗ đây là có người rồi. Chỗ này đặc biệt là chỗ người ta ở cố, chiêu cố ở đây. Cái luôn gì cố định rồi, có những đặt chỗ ngồi đây. Người khác rồi vô. Dạ. Ở đâu mới được. Dạ. Dạ. Nên là sẽ để những cái rau rau sẵn hết trơn, những cái chung tô. Dạ.
giống như cho thêm cái tô cháo mình nó nhiều rau ăn cho nó mát. Vui ha, bữa nay chú cũng hân hạnh mà bên kinh qua đây quay này kia được vui trong làng xóm. Dạ. Chú rất hân hạnh. Dạ, con chào chú nha. Đây là tổ mà phụ trách là các kiểu là ở đây luôn. Dạ. Là có người là giống như ông nói vậy đó. Là 6 ngày là tổ kia 6 ngày tổ là đúng 1 tháng là chia ra thành 6 tổ. 6 tổ chia ra thành 5 tổ chứ. 5 tổ. Đúng rồi, 1 tháng á, chia ra phân ra 5 tổ, 1 tổ 6 ngày. Dạ. Rồi thành tổ đó. Dạ. Là luôn trong bếp luôn, từ khu ở Sắp Tô rồi trong bếp là luôn là một cái tổ. Thường một tổ là bao nhiêu người chứ? Thường thường một tổ là cũng đông dữ lắm. Bao nhiêu người mà là giống như là một cái khóm. Trong xóm mà có 5 khóm vậy đó, cái gì đó. Cái nghĩa là một khóm đó sẽ là một sáu ngày đó. Thì một tổ đó nói chung là bây giờ cũng cũng đông rồi. Cũng đông người. Thầy cả nhà ơi, Song Hỷ rất là may mắn vì hôm nay được ông cả ở chùa, cái này mình gọi là chùa hả chú? Dạ chùa. Thánh đường. Cũng cho Song Hỷ, tạo điều kiện cho Song Hỷ có thể là chia sẻ nhiều hơn về trong phía trong thánh điện, rồi ở phía sau bếp, rồi cả ở đây. Đó. Không biết là chú có nhớ con không, đợt Tết như năm ngoái con cũng ghé đây và được thưởng thức những cái bánh mà sau khi mà mình làm lễ xong á, có thưởng thức những cái bánh mà làm ở nhà. Con cũng có trải nghiệm, có ghé nhà ông cả một lần rồi. Dạ. Có đợt đó ông cả mời con ăn rau câu với bánh bông lan nữa. Vậy cũng có duyên gặp lại ha. Cho con hỏi là tại sao mà ngoài khi mà mình làm lễ xong trong một ngày mà mình nhịn chay á, mình phải ăn cháo mà mình không ăn món khác, mình phải ăn cháo vậy đó. Như nghĩa là cháo quá biết sao không? Là mình xả chay mình ăn đồ khác cũng được thôi. Dạ. Bên kinh à. Nhưng mà có một cái là cháo á, nó làm cho mình á, đặc dụ mình ăn vô nó bà tự của mình nó dễ tiêu hơn. Dễ tiêu hơn, dễ hấp thụ. Nó dễ hơn. Dạ. Còn bây giờ mình ăn đồ khác á, sợ nhiều khi mình nhịn tối ngày á, ăn vô sợ nó ép tim của mình nó mệt, nó không được khỏe. Với lại nặng bụng á, mình nặng bụng. Dạ. Dạ. Còn ăn cháo á, nó tiêu nó mau hơn rồi chừng nữa cái mình xả chai xong rồi cái ban đêm mình được quyền ăn mà. Dạ. Cái lúc sau á, thời gian sau nữa mình muốn ăn cái gì ăn. À. Mình đói mình ăn thoải mái luôn rồi đó lúc đó. Chỉ là đúng rồi. Mình ăn cháo cho nó hoạt động. Nhưng mà khi mà mình nhịn nguyên một ngày bao tử mình nó đang bị teo rồi mà mình ăn cái đồ cứng nữa cái là nó sẽ bóp con bao tử mình như vậy nè. Vậy bị đau bao tử. Đúng rồi. Con cũng hiểu phần nào. Cái này là vừa có rất là hay luôn, vừa có khoa học nữa. Khoa học trong đó mình kích thích cái bao tử mình từ để mà mình cho nó quen trước, sau đó thì tối mình muốn ăn gì cũng được. Đó. Cảm ơn ông cả, cảm ơn chú. Ở đây coi như là mình ăn cái này là ăn tạm. Ăn tạm thời gian là ăn rồi mình đi làm lễ. Dạ. Rồi xong rồi về nhà là tự do đó rồi đó. Qua giờ lại là ăn tự do. Cái nào cũng đãi hết luôn đó. Dạ. Con cũng cảm ơn ông cả rất là nhiều luôn. Hôm nay ông cả cũng nhờ các ông cả rồi thêm các chú, các anh cũng có nhiều điều kiện cho Song Hỷ để mà chia sẻ nhiều hơn. Giờ này là chắc cũng năm chuẩn bị tới giờ cuối ngày là thì bây giờ cháu cũng như vào đây á, nhằm cái ngày nay nữa là ngày cuối tháng rồi, ngày mai chắc ngày Ramadan. Ramadan là có nghĩa là ngày cái lễ, ngày lễ bữa nay Roja ngày mai. Là giống như Tết của mình ha. Con thấy là những ngày đó thì xong qua hôm sau là rất là vui luôn. Ai cũng tụ lại đây, đúng giống rồi. Như là có lì xì á chú. Có lì xì. Đó là tốt lắm đó. Quan trọng là có cái lì xì á. Nhất là lì xì cho mấy cái trẻ con. Dạ, mấy bé nhỏ nhỏ như vậy nè. Tập hợp rất là đông luôn mà. Mấy bé rồi các cô, các chú bán hàng rong ở phía ngoài nữa. Rồi các bé tập trung vui lắm. Chấm dứt kênh đặc dù tôi cũng xin đại diện cho người dân tộc Chăm làng Đa Phước. Tôi cũng thành thật cảm ơn, bữa nay cũng tình cờ thôi. Thì gặp bên kênh qua quay vậy tôi cũng rất thành thật cảm ơn nhiều ha. Con cũng muốn lan tỏa cái nét văn hóa ở quê mình. Để mà nhiều người trong và ngoài nước, cả các bạn ở xa quê hoặc các cô chú anh chị ở tất cả các nơi đều biết được cái phong tục ở quê hương của mình. Nó cũng rất là
phổ biến và vẫn còn lưu giữ lại. Dạ. Thôi cảm ơn các chú rất là nhiều. Bây giờ là được trong này là đá múc cháo xong rồi. Dạ, sắp tới giờ hả chú? Giờ tại 6 giờ 14 phút đó là xả chai rồi. Dạ, giờ là mình múc cháo xong hết hả chú? Xong hết rồi. Nhanh ha. Đó là bệnh kinh vô quay cầm nó bây giờ đầy tốt. Dạ. Xíu nữa hết cơm luôn. Dạ. Và anh em này từng tới giờ nó xả chai á. Con nhịn xong rồi giờ tới giờ nó xả chai á, thấy vui dữ lắm. Dạ. Chắc là rộn ràng dữ à. Vô trong á. Dạ. 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 Ôi, bữa nay mặt trời đỏ đẹp quá. Con chào chú. Thôi về đâu rồi ha. Anh Caramel chạy đi vào nha. Mẹ đây họ múc sẵn cho một chút xíu tới giờ đó là 6 giờ 14 phút á. Ủa 6 giờ 14 phút mới được hả chú? 6 giờ 14 phút đúng 14 phút á là được xả chai. Dạ. Xả chai họ tập trung hết ăn ăn lót lòng xong rồi đó cái làm hành lễ. Dạ. Làm hành lễ xong rồi cái về nhà nghỉ ngơi á. Cảm thấy đói kia trong gia đình vợ con làm sẵn hết trơn món ăn á. Dạ. Mình đói mình muốn ăn gì ăn tiếp tục đi nữa chứ giờ này bây giờ ăn chung cho nó cộng đồng chung gì cho nó có không khí. Vậy là múc hết trơn hoàn thành ha, múc hồi nãy giờ rồi, múc từ sớm giờ luôn đó. Dạ. Vậy là gà cũng đã để trong này luôn hả chú? Để xong rồi hết hả? Nghĩa là hồi nãy gà phi hồi nãy đó. Dạ. Ở trong nồi đó, cái cháo đó nhừ xong rồi thả gà xuống hết luôn. Thả, dạ. Thả, trộn đều lên. Rồi mình múc chung luôn, múc ăn chung luôn vậy. Con cứ nghĩ là cháo thì múc riêng xong rồi để cái hành gà phi lên ở phía trên. Không, để chung hết trơn luôn à. Trộn lên liều luôn. Còn những mấy cái món này nè, họ bán ở ngoài riêng. À, gọi này nè mình mua mấy ngàn này kia mình đem bỏ cho nó có. Dạ. Dạ. Ăn cho nó ngon. Dạ, ăn cho cháo thôi. Ai muốn mua thì mua để riêng thôi cái này. Dạ. Trong chùa nó đại cháo với nước nè. Dạ. Nước bao nhiêu đó đó. Mua bà thêm. Đúng rồi. Ở đây có tài trợ nước ngọt này kia bằng, cho bà con nữa. Vui mừng bữa nay trong kinh Xuân Thị á, qua cái ngày cuối của tháng Ramadan á. Dạ. Cũng qua đây rồi phát trực tiếp để cho anh em, những mấy anh em khác người ta cũng được biết rõ, người đồng bào dân tộc khác nhiều lắm. Dạ. Và đây là tôi cũng xin đại diện cho người dân tộc Chăm bên làng xã Đông Phước. Thì tôi cũng vui mừng lắm, bữa nay cũng rất hân hạnh là bên kinh Xuân Thị qua là cái ngày cuối của tháng Ramadan á. Dạ. Ngày mai cũng ngày Tết rồi. Tôi cũng không có gì quý hơn, có xin cầu chúc ơn trên là cho được gặp phước lành, ơn lành. Dạ. Bây giờ là để Xuân Thị coi là bao giờ, bao nhiêu phút. Bây giờ là còn tới... Còn 15 mấy phút nữa. Mười mấy phút nữa, 15, 16 phút nữa là tới giờ để mà giờ, mình... Tới giờ xả chai đi vui lắm. À, trong lớp tập trung hết luôn rồi đó, không có ai... Là ở sớm là mình sẽ đến đây hết luôn hả chú? Hết luôn. Dạ. Nói chung là nam không á, chứ không có nữ đâu. Dạ, chỉ có mình nên Xuân Thị là nữ ở đây. Nữ là chính là một chỗ khác nữa. Nữ á, là cũng xả chai thôi, nhưng mà xả chai theo cái phân cách ở bên nữ. Bên nữ riêng à, chứ không có chung à. Dạ. Đi chùa cũng vậy. Nếu mình có nữ thời gian để chia sẻ thêm bên nữ. Dạ. Bên nữ là có nhộn nhịp giống như vậy không chú? Hay là khác? Bên nữ cũng giống vậy thôi. À, bên tới giờ xả chai cũng giống vậy thôi. Họ cũng lót lòng vậy thôi. À, nói chung đại khái là món ăn cũng có thôi ở nhà, nhưng mà mình đem qua đó không khác gì mình phân biệt rồi. Dạ. Người có người không gì nó cũng không được hòa đồng chung. Dạ. Gì đó. Tự ra mình ăn lắc lòng đây, muốn ăn cái gì đó về nhà làm hành lễ xong rồi đó
rồi cái mình đói á, mình muốn ăn gì trong nhà có sẵn rồi. Dạ. À, vợ con trong nhà cũng làm sẵn hết trơn rồi đó. Vợ con làm sẵn hết. Giờ đang đợi đến giờ rồi mới là dùng xả chai. Giờ là tí xíu nữa xong thầy sẽ chia sẻ thêm nha. Các chú các anh là đều đến đầy đủ, các bé nữa. Này là giống như 30 Tết nha. Ngày mai là Tết nè, bữa nay là 30 Tết. Ngày mai mới ngày Tết hả? Ngày mai đông lắm. À, hôm nay là giao thừa. Ngày mai mấy trẻ con này kia nó vui mừng lắm đó. Dạ, trẻ con thì có lì xì. Vui. À, anh này là hiếm đồ ăn nữa hả? À, cái này nghĩa là bây giờ muốn ăn thêm á thì bây giờ ở nhà nó mang qua bỏ vô. Cái này là chiên cút hả anh? À, thêm được bình thường. Ăn được bình thường. Ở đây có cháo, mình chỉ cần mình đem đồ ăn, giống như là mình muốn ăn bắp cải thì đem hai bắp cải, hoặc là chín cút đem chín cút. Ở đây tu bộ tính ra là chắc cũng cỡ dân số mà xã trai Nam không đó ha. Dạ. Tính theo cái đầu tô là khoảng 400 người. 400 người. Cũng đông. Mùa này đông. Tại vì một hàng như vậy là cũng 50 vậy. Một hàng như vậy dài như vậy là 50 người. Chưa, chút xíu là đầy hết luôn vậy. Dạ. Lớn tuổi cũng có, các anh trung niên cũng có, các bé nhỏ nhỏ như vậy cũng có đó. Đây là những cái bộ trang phục truyền thống của đồng bào Chăm. Ở trong có 10 canh giờ. Yeah.
Sau khi chú Karim đọc cầu nguyện thì các cô xã nhận. Ăn nhanh vậy? Tại giờ đã nhịn nguyên ngày chứ mấy. Mấy bé ăn nhanh ghê luôn á. Đây là nguyên ngày sau khi mà đọc cầu nguyện xong thì mọi người ở đây cũng. Táo vàng có vui không? Xã nhận có vui không? Trời ơi, ăn đi, con ăn bình thường đi, đâu có gì đâu. Con ăn bình thường đi, không có xong hết. Thôi. Nhịn nguyên ngày đói không con? Đây là các bé nha cả nhà, ăn rất là nhanh luôn. Đói quá mà nhịn tới mười mấy tiếng. Đó. Cả nhà ơi, đây là cũng là một cái nét văn hóa tập tục của đồng bào Chăm khi mà một tháng nhịn ăn chay. Thì đây là cái ngày cuối cùng mà nhịn ăn chay này thì mọi người sẽ cầu nguyện trước khi cầu nguyện xong. Không phải là ăn chay mà là xã nhịn đó, họ nhịn. Xã nhịn. Đúng một ngày. Vậy là ngày mai bắt đầu, ngày mai là mình sẽ quay trở lại bình thường ha. Ngày mai là bắt đầu trở lại bình thường là chào đón Tết cổ truyền Roya. Có người là Tết cổ truyền đó. Tết bây giờ là đêm là ngày cuối cùng. Đó. Rồi bây giờ là họ đang xả nhịn, xả chai. Có nghĩa là mình xả nhịn trong đúng một ngày, giống như một ngày bắt đầu mặt trời mọc cho đến mặt trời lặn. Dạ. Bây giờ là đúng giờ của họ là họ sẽ ăn. Bây giờ là họ sẽ ra ngoài đường là giống như là Tết vậy đúng không đúng anh? Rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ mình có giờ mình tranh thủ là chia sẻ với mình nữa. Dạ. Giờ bây giờ mình tranh thủ mình đi nha. Hồi nãy em có chặn ra không? Có chặn ra lại không? Dạ. Hồi nãy có chặn ra lại không? Gần không gần đi bỏ luôn. Đi bỏ sao? Sao không kịp? Dạ. Ở bên kia qua thì nơi này là sẽ được các cô, các chị, các bé gái nha. Thì sẽ ăn ở nơi này. Bây giờ Song Thủy sẽ vào trong để chia sẻ. Con chào các cô, chào các chị ạ. Các cô ăn cơm chưa? Vừa xong luôn hả? Rồi con chạy không kịp. Con chạy ở bên kia, con chạy qua không kịp. Các cô cũng ăn cháo như ở phía bên kia luôn. Hồi nãy, con chạy không kịp, con chạy từ bên kia chạy qua. Tại vì con quay ở bên chánh điện ở dưới mọi người cũng đang ăn á. Thì con qua đây con cũng muốn quay các cô là ăn tập trung ở đâu, ăn cộng đồng á. Thì bên kia con đã quay rồi, bên đây con qua đây để chia sẻ với bà cô chú. Ê, cô bên đây tô của cô thì cũng là tô cháo. Cái chai này là chai nước mát hả cô ha? À, chai đê trang. Bên đây là nước ngọt. Mát. Nước ngọt, nước mát hạt chia. À, nước ngọt e. Nước ngọt e nè. Hạt e luôn. Có hạt e nữa nè. Dạ, thích dụng đó hả cô ha? Dạ. Giống như bây giờ là mình nạp năng lượng vô rồi đó. À, khi mà trên đường con đi con gặp những cái ngôi nhà của các cô chú ăn cơm gia đình vui quá. Dạ. Sau khi ăn cộng đồng xong rồi về nhà ai muốn ăn thêm thì ăn với được. Dạ. Còn bên trong là các bé hả? Ở trong là các bé hay dạ, hay. Dạ. Con xin phép. Ba tốt lắm. Wow. Dạ. Xin chào các chị nha, chào các con nha. Đây là đang ăn. Dạ, em chào chị. Đây là các bé thì đang ăn cũng ăn cháo luôn. Ở ngoài thì các bà, các chị. Còn trong này thì các chị và các bé cũng có luôn. Cái đó là thịt gà hả em? Gà thịt vịt. Thịt vịt hả? Ở nhà nấu thì ăn thêm phải không? Như là mình đem thêm, còn bên kia chỉ có gà xào thôi. Gà rang. Gà đen. Ăn cùng với cháo.
Còn các nhà nấu thêm thì một là nấu thịt vịt nè, hoặc nãy có cái anh đó anh đem trứng gà non hoặc có trứng cút gì đó anh đem theo để vào tô cháo. Chà là chà là chà là này, chà là tươi hay gì á, chà là khô khô. Ủa rồi mấy mấy bé này có nhịn ăn chay mấy ngày không? Bé nào? Mấy bé nhỏ này có nhịn không? Không có nhịn dễ gì, không không nổi đâu. Mấy bé này là hầu như là phải có sữa, sữa là mỗi ngày hoặc là ăn dặm, chứ tuổi này cũng ngoại lệ. Mẹ chứ em được ngoại lệ. Hoặc là các cô lớn tuổi quá, các cô lớn tuổi hình như cũng có hả chị hả? Sợ, sợ máy quay. Cái gì đâu, có lấy gì đâu, không có gì sợ chứ á. Dạ được rồi. Sợ máy quay hay sợ chú? Dạ, em cảm ơn nha. Đây, chả là đây cả nhà ơi. Đối lòng với thật chả là. Mời cả nhà nha. Ôi bé, hình như là mà anh Caramel bé sợ á chứ không phải bé sợ bé quay đâu. Mời cả nhà nha. Đây là tớp giống như là nhà giữ trẻ vậy á. Có tớp giữ trẻ rồi tớp bên ngoài là tớp người lớn tuổi. Lớn tuổi. Đúng á. Giống như cái đọc bên này là có nghĩa là quyết định luôn đó, quyết định là có lo lớn ở bên đây nghe luôn. Nghe hết luôn mà. Dạ. Vậy là nghe mới đúng rồi, em nghe là nghe lo nhỏ ở dưới để cho khách ở đó người ta nghe được người ta ăn thôi. Còn là cũng đầu bí cũng ở trong nè. Ờ. Rồi thôi, em xin phép nha, tại vì bé nó sợ. Nhìn anh Caramel mặt sợ quá. Các cô xong rồi ăn cơm xong rồi giờ à. Bây giờ là họ vô hành lễ, là các bác các cô vô hành lễ. Con 100 á gì vậy? Cô làm lễ. Đồ này đẹp quá trời, đẹp hơn 100. Dạ. Ô, các cô ăn xong rồi bây giờ làm lễ hả? Bây giờ cho vô quay vô chính diện cũng dạ. Hôm nay mình quay xuống hiện cũng được cái nè. Dạ. Có lần đầu tiên mà Song Hỷ được trải nghiệm như vậy luôn á. Giống như mình đứng đây mình quay chính diện thôi chứ mình đừng vô trong vô đây nè, quay dạ. Quay quay các cô hay ha. Quay cái đối mặt gì đó gần hở cái mình quay xung quanh. Anh đi làm những cái bộ trang phục truyền thống hả? Em đúng không rồi. Có thấy từ đó giờ em chưa thấy, em chỉ thấy cái bộ trang phục em đang mặc thôi. Rồi một bắt buộc là hành lễ làm bên phụ nữ á, là họ sẽ mặc theo cái truyền thống như vậy. Là theo kinh Quran đó là kêu là bắt buộc phải mặc như vậy. Là phải là nữ là phải chùm đầu, không đúng không rồi. Đưa tóc và không thấy từ tài, không thấy chân luôn. Cái bộ đồ là phải dài tới chân luôn. Chỉ thấy khuôn mặt thôi. Nên là như vậy. Cái màu là mình tự chọn hay là đúng rồi, màu tự chọn. Có cô mà phải không có cho thấy lỗ tai luôn nha. Vậy là phải che tai lại. Rồi như vậy đi, tại vì họ giống như là bên phong tục á, là họ không cho đàn ông giống như là thấy mà cúng thôi. Đúng rồi. Vậy là bên nam thì không bên cho nam nữ. Thì thoải mái. Nhưng mà ý là giờ hành lễ là nam mà nam nữ nữ chứ không có cho mà lộn xộn. Dạ. Như vậy đó. Hành lễ thì không có nào ở đó. Giờ nam hành lễ không có được. Rồi nè. Rồi bây giờ họ đọc kinh cầu nguyện để chuẩn bị cho hành lễ đó. Em thấy ở đây không có để bàn thờ như bên đạo Phật anh ha? Hả? Ở bên đây không có để bàn thờ như bên đúng đạo rồi, Phật đúng rồi, tại vì ở đây chỉ là thờ có một duy nhất là Thượng Đế Allah thôi. Nó như vậy. Dạ. Hôm nay thì cũng cảm ơn các anh, các chú, các anh cũng tạo điều kiện cho Song Hỷ, cũng cảm ơn các chị, các cô nữa cũng tạo điều kiện cho Song Hỷ quay một cái nét văn hóa ở quê mình, đó là đồng hồ Chăm. Hy vọng thì trong thời gian sắp tới thì Song Hỷ sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái đời sống, nét sống của bà con. Cả nhà có thể là xem trên kênh của Song Hỷ để Song Hỷ có thể là chia sẻ nhiều hơn về những cái văn hóa ở quê mình. Còn bây giờ thì Song Hỷ chắc cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn anh Isa rất là nhiều. Cảm ơn các chú bên kia nữa. Do là Lan làm lễ, Song Hỷ cũng chưa chào chú.
đó, nên là hẹn cho chắc là ngày mai xong thì sẽ quay trở lại để mà mong rằng từ đây sắp tới Isa sẽ hỗ trợ cho bên Sông Hỷ có nhiều cái thước phim hay về cộng đồng người Chăm của Đa Phước gì hết á. Isa sẽ hỗ trợ hết mình cho kênh, đặc biệt là kênh vlog Sông Hỷ. Chính vì thế thì cũng mong tất cả các bạn hãy like và share và đăng ký cho kênh Sông Hỷ nhé. Thank you very much. Nhưng mà có cái câu nói nào mà dịch sơ qua tiếng đồng người Chăm để cho những người, có thể là những cái cô chú người Chăm ở giống như, nước ngoài á, giống như thì thường gặp mình bắt gặp họ, mình mặc dù mình là người Kinh đó, người Chăm thì mình giống như mình tập tành mình học với nhau assalamu alaikum, là có nghĩa là lời chào tế nhị, có nghĩa là mình chào hỏi người ta đáp lại. Dạ. Giống như assalamu alaikum, mặc dù mình là người Kinh thiệt, ví dụ như ông là người Kinh, tôi là người Chăm, mà ông biết cái câu đó, ông nói thôi là người ta sẽ bắt tay với ông liền, nó bắt tay dặn thân thiện đó. Nói là Isa có muốn gửi lời chào tất cả cộng đồng người Chăm với toàn quốc một lần nào không, cho chị rất tình cho chị. Một lần nữa thì sau tháng Ramadan đã hết. Nhân dịp Tết cổ truyền Toa Gia, Isa cũng như là đặc biệt là phiên chợ quê làng Chăm Đa Phước cũng như là tất cả các đồng bào dân tộc Chăm trong và ngoài nước, xin chúc cho tất cả các tín đồ Hồi giáo được dồi dào sức khỏe, thành công trên tất cả mọi lĩnh vực. Xin chân thành cảm ơn. Có thể dịch qua tiếng Chăm không? Hậu linh Phát Phát Uy Quân Mỹ Hòa Tài Ai Hậu Tư Păng Thọ Cái Linh Ni do có là kênh vlog khu mài trải nghiệm hậu phân khám phá và nét đẹp truyền thống thọ vụ lây chăm thọ gầy thằng giáo linh phát phát uôn school kênh vlog hậu tái hiện vừa giống là khánh mai tìm tòi phần những nét độc đáo, những nét đặc trưng thọ vụ lây chăm thọ gầy thằng giáo hậu linh băng khảo hậu linh phát phát uôn school công phí miệng hòa tại sai hậu thọ yên kênh thọ linh và salam. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Cả nhà ơi, thì Sông Hỷ xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn cả nhà video sau nha. Cả nhà nhớ ủng hộ Sông Hỷ mỗi tối 18 giờ để ra những video mới nhất. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị. Xin chào cả nhà. Hiện tại thì Sông Hỷ đang có những cái mặt sản quê nhà của Sông Hỷ. Ông bà cô chú nào có mua những cái sản phẩm này thì ủng hộ cho Sông Hỷ nha. Đây là đường mặt hút nốt nguyên chất 100% và xứ sở của quê hương của Sông Hỷ là đó là cây hút nốt. Và cây hút nốt này là ở phía sau lưng của Sông Hỷ nè. Đó. Và đây cũng là một trong những đặc sản ở quê Sông Hỷ. Từ cái cây này thì mình lấy mặt ra thì mình làm được cái đường hút nốt như thế này. Đường hút nốt này thì có giá là 60.000 cho một hộp 500g. Và cái màu của nó là màu hoa, màu cánh gián nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Đây. Ngoài ra là sản phẩm mà kế tiếp của Sông Hỷ muốn gửi đến ông bà cô chú đó là đũa hút nốt nha. Đũa hút nốt này thì một hộp 10 gói, 10 đôi có giá là 120.000. Cây này thì chất lượng cây từ 50 năm đến 100 năm. Và ngoài là những cái sản phẩm mà đặc sản của hút nốt thì Sông Hỷ có những đặc sản như là khăn giặt thủ công của đồng bào Chăm 150.000, mắm cá linh, cá sặc, cá chốt, mắm chèn, mắm thái, mắm lóc, rồi nước mắm cá linh của khu vườn của chị Phan Diễm, chậm chéo kênh Hải Sao TV. Ông bà cô chú có thể là liên hệ cho Sông Hỷ số điện thoại Zalo, Viber là 0344226262 nha. Ngoài ra là có YouTube nè, fanpage là Sông Hỷ Vlog. Cả nhà có thể ủng hộ cho Sông Hỷ nha.